Điệp xua bọc mà bọn phá ồn chả kháng nhóm lụa bà rình cập bờ chả chẳng bọn bọn mà đã gọn miền bánh hà tại lưu rục xa spai chả xa spai cực cập hên tỏ xa là mô hả lẹ dì bè cánh chương xuống va khlung một bơ tỏ xa ngột ấy ách bà bà chả mùi nâng bà rình cập bờ kháng nhóm nhóm bàn chả bà rình cập bờ kháng nhóm nhóm cư miền phi tùm hôm chả chẳng bọn bọn mà đã gọn miền bánh hà tại lưu rục xa spai chả xong chưa chạm lưu bà rình cập bờ chả bà rình cập bờ rình miền xa chìm chăm chỉ trả thay xong mà chạy tha bên gặp bờ khá nhưng nhóm tôi nhóm thua cuốn ai hà này còn đau ngay cái tay khăn chàng chẳng viên là đẹp xa nơi xa chịnh châm mà là ôm rồi kể rồi chàng chẳng bong bong nà để còn miền bánh hà tờ rốt xa xa bạch rụt một hết bà bà tờ lơ vấy hai nơi ta mình chia ai bà bà chú mùi nâng bên gặp bờ bàn chàng bên gặp bờ cứ lọ khăn cứ mẹ thả bà dọa chàng thì vô nẹ đầy miền bánh hà tờ lơ rốt xa xa bạch chàng chẳng viên miền phi tầm hôn phong đài chàng nít cứ chìa đồng khăn chả đồng khăn chẳng bong bong nà để còn miền bánh hà tờ lơ spai đồng luôn ai bà bà cho môi nâng đồng khăn bàn chả đại sao tại vì miền kiếp nghị sửa chả nít cơ chỉ tộp miền bà chọc sạm chẳng bong bong nà để còn miền bánh hà tờ lơ tây mục choang mục môn ảnh rồi lẹ xí chả mục sạm mần sọt là ai ai bà bà cho môi nâng đọc nịp bàn chả hay mình chạy tha cư tình nia tha sọt ôm rồi phía rồi chả hay khăn nên không có miền bọc đông nâng lộ đế phòng này chẳng bong bong nà còn miền bầm non trong giờ từ lụa bàn to hay ai tiện to màu lấy chùa sạp hàng lửa bàn trà rưu mưa của ai chát mà xua bỏ miền bắt bàn trà nằm lái cứ xong rung trong cả bọc lụa bàn to trà chẳng bong bong nà để còn miền bánh hà từ lửa độ xa giữa bay ai tạp ta chỉ muốn nâng tên gặp bờ bàn trà tên gặp bờ kháng nhưng nhóm cứ từ nghĩa thá sợ lo ôm rồi biết rồi trà chẳng bong bong nà để còn miền bánh hà từ lửa độ xa giữa bay ai chưa chia ai pra cho mùi nâng phêng cơ bơ khang nên không bàm chả xong ốc con tràn chúng nhiệt liền.